Theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phố ẩm thực Phan Xích Long nằm trên trục đường Phan Xích Long, đường dẫn vào khu dân cư Rạch Miễu, địa bàn các phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận. Khu vực phố ẩm thực sẽ chủ yếu hoạt động kinh doanh ẩm thực kết hợp phục vụ người dân và du khách. Theo Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận, dự kiến khu phố ẩm thực Phan Xích Long có cổng chào chính nằm ở nút giao đường Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu. Các cổng phụ sẽ nằm tại ngã ba đường Trường Sa - Hoa Phượng. Đặc biệt, khu phố ẩm thực này sẽ kết hợp với một bến du thuyền du lịch trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Du khách tới đây sẽ được phục vụ cano du lịch và thuyền chèo tay. Khách đến phố ẩm thực sẽ được đưa đón kết nối từ điểm để xe đến nhà hàng, tham quan nội bộ khu phố ẩm thực. Khu vực bãi đậu xe sẽ sử dụng phần vỉa hè trước cửa hàng, doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm điểm giữ xe hai bánh. Đồng thời, bố trí một điểm đậu ô tô có thu phí trên đường Hoa Phượng và đầu tư hệ thống tháo đậu ô tô lắp ghép. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến nguồn kinh phí triển khai phố đi bộ là 31 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước khoảng 1,7 tỷ đồng, doanh nghiệp và người dân tham gia hơn 10,7 tỷ đồng, doanh nghiệp hợp tác đầu tư khai thác là 11,5 tỷ đồng. Sở Công Thương cũng đưa ra đề xuất vận hành thường niên là 500 triệu đồng một năm.